ta hãy dành một tay hóa thật lớn để cổ vũ cho tiếp tục đang trình diễn trên sân khấu được không ạ? Và một tiết mục múa rất hát múa rất tuyệt vời, rất đặc sắc của đội múa đến từ thị trấn Điện Biên Đông. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với thưởng thức làn điệu múa Lào của các cô gái đến từ xã Mường Luân. Sau Mường Luân là